Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vinetic của chúng tôi. Và ở video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về một trình soạn thảo rất nhỏ gọn nhưng cực kỳ hiệu quả. Đó chính là Tony. Đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào địa chỉ https://tony.org và đây chính là giao diện của website tony.org. Sau đó chúng ta sẽ click vào mục Download để tải về phiên bản dành cho Windows. Chọn Save File. Ở đây tôi sẽ lưu ở ngoài màn hình Desktop, chọn Save. Và như vậy chúng ta đã tải về thành công ở đây. Các bạn sẽ ngay đúc vào để cài đặt. Chọn Net. Net chọn tạo biểu tượng ở ngoài màn hình desktop, chọn Net, chọn install. Như vậy chúng ta đã cài đặt thành công, các bạn sẽ click vào mục Finish để hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ khởi động phần mềm Tony. Chúng ta chọn ngôn ngữ, ở đây tôi chọn tiếng Anh. Chọn Let's go. Chúng ta có thể soạn thảo câu lệnh như sau. Và để chạy chương trình, chúng ta sẽ click vào đây hoặc nhấn phím F5. Sau đó chúng ta phải lưu chương trình trước khi chạy. Chọn C. Như vậy đã hiển thị ra chữ Hello. Tại mục cell này chúng ta có thể gõ các câu lệnh ở đây. Ví dụ hai cộng với 3 sẽ bằng 5. 3 cộng với 4 nhân 5 sẽ bằng 23. Chính xác. Ngoài ra với tiền x này chúng ta có thể xem giá trị của các biến như sau. Chúng ta sẽ vào mục View. Chọn Variable. Ví dụ như ở đây. N bằng 5 thì tên của biến sẽ được hiển thị bên này và giá trị sẽ được hiển thị ở bên này. x bằng n cộng với 3. Tức là lấy giá trị của n là bằng 5 cộng với 3 bằng 8. Thì lúc này n vẫn bằng 5 và x bằng 8. Chính xác ở đây. Như vậy chúng ta có thể theo dõi giá trị của các biến. n bằng n cộng với 1. thì lúc này n sẽ bằng 6. Chúng ta có thể mở nhiều tab ở đây. Các bạn sẽ chọn Open. Ví dụ như tôi mở tập tin này chẳng hạn. Chọn Open. Thì đây là tab thứ nhất. Tab thứ hai. Một chức năng rất hay của phần mềm Tony đó là chúng ta có thể chạy chậm từng câu lệnh. Để chúng ta biết được chương trình đã thực hiện các lệnh như thế nào. Và với chức năng này chúng ta có thể giải thích cho học sinh hiểu được quá trình hoạt động của vòng lọc. Ví dụ như ở đây, các bạn sẽ vào mục Run. Chọn Debug Current Script hoặc chúng ta nhấn tổ phím Ctrl F5. Như vậy chúng ta đang thực hiện câu lệnh ở đây. Các bạn nhấn phím F7. Như vậy N sẽ bằng. Tiếp tục F7. Sẽ là sử dụng hàm in. In của input. Chúng ta nhấn phím F7. Và xuất ra màn hình. Mời nhập số nguyên các bạn sẽ nhấn phím F7. Và ở đây, khi mời nhập số nguyên, ví dụ như tôi nhập số 5, chúng ta nhấn phím Enter. Và lúc đó ký từ số 5 sẽ được chuyển vào cho hàm in. Và chúng ta sẽ nhấn phím F7. Như vậy, in của ký từ số 5 sẽ bằng 5. Và lúc đó N sẽ bằng 5. Chúng ta nhấn phím F7 tiếp theo. Lúc này N đã bằng 5. Tiếp theo, chúng ta tiếp tục nhấn phím F7. Trong câu lệnh Y, N sẽ kiểm tra với 0. Lúc này, N bằng 5 lớn hơn 0. Do đó câu lệnh sau Y sẽ được thực hiện. 5 lớn hơn 0 là đúng. Như vậy câu lệnh trong Y sẽ được thực hiện. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh này. Các bạn tiếp tục nhấn phím F7. Sẽ sử dụng hàm print. STR của n lúc này n bằng 5. Như vậy chuyển số 5 thành ký tự số 5 và nối với sau này. Do đó chúng ta có in ra ngoài màn hình. Như vậy chúng ta sẽ in ra ngoài màn hình 5 và dấu than. Tiếp tục đến với câu lệnh n bằng n 1. n lúc này bằng 5 trừ đi 1 là bằng 4. Như vậy N lúc này sẽ bằng 4. Tiếp tục sẽ quay lại kiểm tra. N bằng 4 lớn hơn 0 trả về true. Như vậy sẽ thực hiện câu lệnh trong Y. Green. STR của 4 sẽ cho ra ký tự số 4 nối với dấu than và xuất ra ngoài màn hình đó là 4 và dấu than Tiếp tục như vậy, các bạn sẽ nhấn phím F7 liên tục. Lúc này N bằng 3. 3 so sánh với 0 sẽ trả về bằng true. Như vậy sẽ thực hiện câu lệnh trong while Green STR của 3 cộng với dấu than. Như vậy sẽ xuất ra 3 than. N bằng N 1. Lúc này N bằng 3 trừ đến 1 là bằng 2. Thì lúc này N sẽ bằng 2 chúng ta có thể thấy giá trị của n ở đây. 2 so sánh với 0 sẽ cho ra kết quả là vòng trù. Thực hiện câu lệnh ở trong y. STR của 2 sẽ cho ra ký tự số 2 cộng với dấu than sẽ bằng 2 than. N bằng N 1. Thì lúc này N bằng 1. 1 so sánh với 0 vẫn trả về giá trị true. Tiếp tục thực hiện câu lệnh. STR của 1 cho ra ký tự số 1 nối với dấu than. Cho ra một dấu than. Và N bằng N trừ 1 lúc này N bằng 1 trừ đi 1 là bằng 0. Tiếp tục lên kiểm tra 0 lớn hơn 0 cho ra giá trị đó là phone khi điều kiện của while có giá trị bằng phone thì sẽ thoát khỏi vòng lặp và xuất ra màn hình chữ bắt đầu như vậy chúng ta có thể thực hiện lại liên tiếp như sau chúng ta nhấn tổ phím Ctrl F5 và chúng ta nhấn phím F7 liên tục mời nhập số nguyên tôi cho bằng 3 chẳng hạn Enter. Như vậy đây là quá trình chạy của chương trình này. Cho ra giá trị 2 và than Khi n có giá trị bằng 0, thì lên kiểm tra không lớn hơn 0 cho giá trị form và thoát khỏi câu lệnh lập và xuất ra màn hình bắt đầu. Ngoài ra phần mềm còn có rất nhiều chức năng hữu ích khác các bạn có thể tự tìm hiểu. Và trong quá trình thực hiện nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở phía dưới video của chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nháy vào nút đăng ký hoặc subscribe xin chào và hẹn gặp lại các bạn